Ôi rồi, cái gì đấy mẹ? Má, cái gì má? Ôi xuống đây bà nội làm sao đây? Ôi rồi, mẹ ơi có chuyện gì đấy? Cái gì mà mẹ lo to thế? Cái gì má? Cái gì đấy hả mẹ? Nhà có trộm mà. Không có trợ gì hết. Ừ đúng rồi, nó ngồi xuống đây hết. Xuống đây hết. Ôi. Tập trung lại. Ôi dồi ôi, nó thế mà có thật này. Đứa nào? Đứa nào? Ai? Ai? Ai là thủ phạm? Khai báo. Khai báo cho tôi. Đứa nào? Dạ, dạ thưa mẹ. Con thèm quá, con lấy miếng bưởi con ăn thôi à. Thì lớn hơn. Gì má? Gì giá hơn? Chuyện gì má? Mất cái gì? 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 Lâu rồi mà. Má có chồng rồi mà. Mày đi nè. Cái gì quý giá mà bác? Cái bình cổ. Cái bình cổ mà tôi hay trưng cây ba trong những ngày Tết. Đó là cái bình quý giá. Cái bình gọi là giá thiệt là cao, bình vô giá đã mất rồi. Thì ra là mất cái bình. Mà ba làm con hết hồn hết vía luôn. Con ngạc đứng tim con chết luôn đó ba. Không có nhiều. Đứa nào trong cái nhà này hả? Lấy cái bình của tao đi bác. Khai báo. Đứa nào? Dạ con. Hả? Cái gì? Ý là dạ con không có. Nói lớn luôn một lần đi. Trời ơi, tao chửi nữa làm gì? Cái khí chất của bà nội dữ lắm. Chỉ về là... Dạ. Tan nát nó luôn á. Cái nhà này... Dạ, dạ. Cái nhà này không thể nào mà chứa chấp một cái con lợn đen. Những cái con ma cô, nha. Những cái con mà gọi là gian lợn. Là cái thứ mà ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Tôi không thể nào mà tôi chứa mấy người làm cái trò khỉ trong căn nhà này. Tôi phải lập lại trật tự cái nhà này. Quốc tu quốc pháp, gia có quan gia quy. Tôi mất chiếc bình cổ rồi. Trời ơi. Sợ cái mẹ chứ. Có ai mà lấy đâu, anh có lấy không? Con có lấy không? Con thề với má, từ ngày mà má cai sữa con tới giờ con không biết cái bình nào là bình nào hết á. Rồi sao? Bình cổ. Bình cổ mới giấy cho tôi. Mẹ hãy bình tĩnh cho con phân tích ạ. Vậy thưa mẹ, cái bình nào là bình cổ? Đúng là cái bình nào cũng có cổ nha. Vâng. Nhưng mà cái giá trị nó khác nhau. Giờ tôi hỏi nè. Dạ. Cô có cổ không? Dạ có một cái. Ừ, cô có cổ không? Dạ có một cái. Bây giờ so với mọi người, giữa tôi và cô ai có giá trị hơn? Mẹ có giá trị hơn. Thì đó, cái bình cổ nào cũng có cổ thì cái bình cổ nhà tôi nó có giá trị hơn. À, thế là cái bình lâu năm ấy ạ. Mình cũng mà trả cái của tôi. Bây giờ tôi phải tra hỏi từng người nha. Khai thiệt cho tôi không để yên đâu. Nè, Ngọc Cát. Dạ. Còn có lấy không? Dạ có. Hả? Không. Đừng. Mày nói nguyên một câu đi, mày cứ ngắt vào chính giữa đi. Tại vì nội làm con áp lực quá. Có không? Dạ có, con có livestream bán rất là nhiều quốc. Quốc này, quốc kia, quốc nọ, quốc từ luôn. Quốc nào, hai quốc, quốc gì? Không, đi con á là mấy cái cây tắc của nội đó là con có livestream bán. Ừ. Nhưng mà con chưa bao giờ livestream bán cái bình cổ giá trị nào của nội đó, con không có biết. Mà em trả lời xin mà sai thế. Chưa đâu, con mới vô ngành nè, còn non còn xanh lắm. Ừ, giờ con còn non còn xanh lắm ha, mà con miệng lưỡi với nội vậy ha. Nè, trước sau gì á, cắn cũng ra cắn mà đen ra đen, hạ hồi phân làng giải. Nội cho con qua cái chuông này nha, nhưng mà chuông sau nó kéo lại đó. Thịnh phá. Con nghe mẹ. Ê má. Má không nói con. Dạ. Mà má nói thằng Quang không. Con sao quá. Đó là đồ xin tình hẹn. Sao Qua học dầu gì cũng là cháu nội của má. Là con của tụi con. Má nói nó đồ si cần thêm là cái đồ xài không được. Cái đồ không có chất lượng hả má? Nói vậy là đụng chạm cái gia tộc mình luôn. Nó có chất hay không? Nó có lượng hay không? Là tự con làm cha. Con biết chứ con đừng có hỏi má. Cái vấn đề của má nói vậy nè. Nó là đồ si cần hay là đồ cũ? Thì con để ý dùm cho má. Con đi ra khu dân sinh con lùn, con nó có đem cái bình cổ má ra khu dân sinh cho má không? Dân sinh là bản đồ cũ. Thì đồ cổ là đồ cũ đó bà. Không, con như, mà đâu có ai dưới khu dân sinh đó. Cái đó là mũ con đường mà đồ cổ ấy. Để con lên Google con sợ lại con trả lời với mẹ. Sợ là đi tìm được nha. Bởi vì sao? Lúc này nó có cái thái độ kỳ cục lắm. Bất định lắm. Thằng học. Ừ. Nó úp mở mở. Cho nên má nghi ngờ nó là thằng cắp cái bình cổ má. Trời ơi, không có đâu. Bố vậy mẹ sao? Ơi, trong nhà này là mẹ đã thương nó nhất đi. Sao bây giờ mẹ lại nghi cho nó tội đó? Bây giờ tôi nghi hết. Trong nhà bây giờ tôi nghi hết thịnh phát. Dạ. Con thấy làm sao hả? Thật con nói thiệt với má là từ ngày mà gia đình con lên đây về ở với má là con chỉ quan tâm con vợ con với má thôi. Con vợ con có làm gì phiền má làm gì má giận luôn.
con chỉ quan tâm như nó thôi. Còn ba cái chuyện mà rồi vô khí động con có để ý. Trời ơi, mất bình cổ của tôi dạ. Mà anh đem so sánh với con ruồi con kiến hả? Hả? Không ai bàn bưởi tiếp đi chứ bây giờ. Cái chuyện đó con nói thiệt con đi. Con chỉ quan tâm con sợ ba mẹ má giận nhau. Hai mẹ má mẹ giận nhau. Trời ơi, thôi được rồi ba ơi. Ý là mày bắt khóc là bây giờ. Tôi là một đàn bà dở hơn. Cái bình cổ của tôi là dạng là ruồi là kiến thôi dạ, dạ, không xứng đáng đâu. Bây giờ nè, dạ. Nhìn sâu vào mắt tôi dạ. Đừng khóc, đừng khóc. Từ từ, chồng con sắp khóc rồi. Tao phải tra khảo nó mà dạ, vâng, thưa mẹ, có gì mẹ tra khảo con đi. Khảo, khóc rồi, tới sáng mai luôn. Nhìn sâu vào mắt tôi. Bà ơi, nhìn sâu vào tôi. Bà ơi, bây giờ đi. Thằng Hoa không có lấy cái bình cổ em không? Khai, bà ơi. Rồi, tôi nói nè. Dạ không. Đấy, có không? Không. Có. Dạ không. Có. Không. Má cho qua. Trời ơi. Má thằng nhỏ khóc nức nở đấy cho qua. Trời ơi, khổ thân thề luôn á. Thiệt rồi. Ngọc già. Dạ con đang ngủ anh tí. Tâm lý dồn dập quá ba ơi, ba giữ khó này ba. Xúc động rồi, ba xúc động. Ngọc già. Ba còn con đi ạ. Mày hỏi xíu. Bây giờ chị này là lỗi cho con. Sao thế ạ? Cũng là một cụ sổ lại, con làm mẹ, con làm vợ mà con không biết dạy con, dạy cái. Con không biết dạy dỗ đứa nào hết á. Con thấy không, để bây giờ cái nhà này nè đã có trộm cắp rồi. Không biết đứa nào lấy. Mà bây giờ má hổ đứa nào đứa lấy cũng trả treo lại với má hết á. Nha, má nói tiếng bộ nó trả lại cái phòng con cộng cát này đó. Nó trả treo lại với má, thằng Quang không trả treo. Ở nhà này bây giờ không ai coi má ra gì là do cách dạy của con đó. Nói đi. Cảm ơn mẹ. Dạ thưa mẹ, cái vấn đề thứ nhất là mẹ nói con cái chuyện mà dạy con dạy cái ấy, tất cả lỗi tại con là mẹ nói rất nhiều lần rồi. Là con rất là thấm nhuần rồi. Đấy, cái điều thứ hai ấy, là tại sao mẹ nghi những người trong nhà mà mẹ không nghi người ngoài ạ? Ai vô được trong cái căn nhà? Nó trèo tường vào được đấy ạ. Ai vô được hả? Ăn trộm ý. Ăn trộm nào vô? Mới ngày hôm qua nó còn đây mà bữa nay tôi đã phát hiện mất rồi. Ăn trộm vào trong căn nhà này hả? Làm sao con biết được? Cái đó cô đấy mày phải hỏi. Mấy người hay lắm, bây giờ mở ra là mấy người biện hộ cho mấy người ha. Mấy người cho là gia đình của mấy người là gia đình là có đạo đức, có nghề nếp ha. Không ra cái gì hết á. Không đâu. Gia đình con rất là đoàn kết, là theo tiêu chuẩn của mẹ. Bây giờ có ba người ha, bây giờ tôi lôi hết tất cả những người trong gia đình xuống. Đã đâu rồi, nói ơi. Thôi, mẹ bớt giận. Bớt giận nào, bây giờ từ từ cái chuyện này mình cũng giải quyết được. Má nói gì thế nào? Từ từ nó cũng chín đấy. Và thôi thế này nhá. Bây giờ mà trời cũng tối kia rồi. Thế là mình cũng không nghĩ thế à. Hàng xóm mà ta nhìn vào là không hay. Đấy, bây giờ con xin phép mẹ là cho cả nhà con đi ngủ. Đấy, để sáng mai mình tỉnh táo, mình bình tĩnh ấy. Rồi là mình truy xét cái chuyện này sau nhá. Mẹ nhá, được không? Bây giờ cho mọi người đi ngủ nha. Vâng. Sáng mai tôi sẽ tra khảo truy xét ở diện rộng hơn. Vâng. Tôi sẽ khám xét tầng 10, tầng 11. Không để yên đâu, chuyện này không yên với tôi đâu. Chiếc bình cổ quý giá của tôi, tôi phải tìm ra ai là thủ phạm. Vâng, vâng. Giờ con xin phép mẹ đúng. Đưa chồng con lên đi ngủ nhá. Tá đi. Này, đi lên em dỗ cho ngủ. Này, dỗ thương thế. Này, dỗ. Đây. Đi. Chào mẹ tá. Từ từ, anh bị đau tim đấy. Mẹ làm con sợ. Ôi, đừng khóc nữa đi. Mẹ ơi. Thôi, mẹ có thương đâu mà cứ kêu vợ ơi. Mẹ. Được. Ủa mẹ đi. Ủa à. Ở đây tôi đang khảo tiếp rồi nha. Con đi ngủ chứ. Nhưng mà con không ngủ. Nhưng mà làm cái gì? Thôi con đi ngủ. Ngủ hết đi. Ngày mai tôi tra tấn diện rộng hơn. Chiếc bình cổ. Ai dám lấy chiếc bình cổ của ta? Tại sao lại mất chiếc bình cổ? Nội làm gì vậy? Con là ai mà kêu nội thẳng thốt vậy? Nội vậy.
Trời ơi. Hả? Đó. Chiếc bình cổ của nội. Đây là chiếc bình cổ. Ủa? Con thấy cái bình cổ này ở đâu vậy? Nội biết nó ở đâu không? Ở đâu? Nó đằng sau cái tủ chén của nội. Ủa tại sao ở đằng sau tủ chén của nội? Rõ ràng là lúc nào nội cũng cất chiếc bình cổ này ở trong tủ, ở trên phòng ngủ của nội. Thì làm sao mà lại ở trong tủ chén? Ủa, nội già chứ nội đâu có ngu. Nội già nhưng mà trí óc của nội rất là minh mẫn. Cất chỗ nào là nội nhớ chỗ đó mà. Thì con đâu có biết. Nội ơi, để nội coi. Vậy là có ai đó đã để cái bình này ở đằng sau cái tủ chén của nội. Mày leo xuống mày. Nói chuyện người lớn mà leo đầu cổ. Nhưng mà con nôn quá nội. Nội nói đại đi nội, đừng có á nữa. Tiêu. Sao nội? Đây rõ ràng là chiếc bình cổ. Dạ đúng. Con tìm được ở trong nhà của nội. Đúng. Mà nội thì mất chiếc bình cổ. Dạ đúng. Và bây giờ con đã tìm được chiếc bình cổ. Đúng. Đúng, nó là chiếc bình cổ. Nhưng nó không phải là chiếc bình cổ. Ủa? Ủa là sao? Nội nói gì con không hiểu vậy? Có nghĩ nó là chiếc bình cổ, đúng không? Đúng. Nhưng nó không phải là chiếc bình cổ. Hiểu chưa? À! Nội ơi! Vậy là trộm lông trâu bụng. Khoan, đừng có nhoi. Ý nội nói là cái chiếc bình cổ này là không phải là chiếc bình cổ của nội. Mà con nói cái gì mà trụng lông gì cháo gà gì đó. Cái gì vậy trời? Mới nói kìa. Bà nói. Bà chửi nữa hả? Không phải. Ý của con là nội ơi, sao mà nội mới nói cái gì cháo gà cháo phụng gì đó. Một cái từ cổ vậy mà nội. Nội không biết. Cổ là không hiểu. Không hiểu lắm. Chết. Cái đa cái đề vậy chết. Ê, mẹ nói mẹ ra sân quét nhà. Sao không có quét nhà, quét đâu trên cây vậy? Quét mạng nhện đây. Quét mạng nhện? Ừ. Bộ mạng điện thoại của mẹ bị vấn đề gì hả? Mày xài mạng nhện hả? Vô duyên thừa thôi. Chứ tự nhiên ở nhà không có lo quét ở trong, tự nhiên quét cái cây. Không khỏe cho người, thích quét gì quét đấy. Vậy thôi vô để cho chỗ đây đợi ba quét cho mẹ vô vào trong mẹ ăn miếng cơm đi. Thôi, cho nó khỏe. Mệt lắm chẳng muốn ăn gì. Ủa mẹ bị mệt, mẹ bị sao vậy? Bệnh đấy. Có cần đi bệnh viện không? Không, bệnh tâm lý thôi. Tự chữa được, tự chữa lành được. Được rồi, để ba vô ba thưa với má dọn mâm cơm riêng để dành chúc mẹ ăn nha. Để nhiều nhiều nhá. Không, hình như là giữa mẹ với má có chuyện gì nữa. Ông này vô duyên thế cơ. Chứ nó mỗi lần mà tôi thờ thẫn ra là nghĩ là tôi lại gây ra cái chuyện gì à? Sao mà không nghĩ tốt cho tôi thế? Nghĩ toàn là cái chuyện xấu cho tôi như thế nào? Vợ ông xấu lắm à? Không phải, tại tôi lo cho mẹ thôi. Sợ mẹ buồn rồi có chuyện gì là không ai lo lắng cho mẹ.